Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua và rạng sáng nay ngày 29 tháng 11, trên đỉnh Phan Xipang ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống dưới 0 độ, xuất hiện sương muối tạo thành một lớp băng mỏng phủ trắng nóc nhà Đông Dương. Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, sáng sớm nay sương muối xuất hiện ở khu vực đỉnh núi Phan Xipang. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính gây nắng hanh ban ngày, trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Ban đêm nhiệt độ giảm sâu và xuất hiện sương muối. Đêm qua, rạng sáng nay, nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang xuống dưới 0 độ, tạo thành một lớp băng mỏng. Đại diện khu du lịch Sun World Phan Xipang Legion thị xã Sapa cho biết, vào sáng ngày hôm nay 29 tháng 11, sương muối xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang, tạo thành một lớp băng mỏng, phủ lên các mỏm đá, đường đi, bậc đá lên xuống, sản gỗ, tạo nên một cảnh sắc kỳ thú. Tuy nhiên, dịch vụ cáp treo trên đỉnh núi Phan Xipang đang tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, nên du khách chưa thể lên nóc nhà Đông Dương để chiêm ngưỡng. Trong ngày mai 30 tháng 11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần nên sẽ không còn hiện tượng sương muối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.